Quyền Ly Di thắng Hồng Diễm và Khả Ngân. Quyền Ly Di vượt qua Hồng Diễm và Khả Ngân để nhận cúp diễn viên nữ ấn tượng thuộc khuôn khổ giải thưởng VTV Award 2022. VTV Award 2022 được tổ chức vào tối mùng 1 tháng 1 tại Hà Nội. Lễ trao giải gồm 12 hạng mục với tổng cộng 36 đề cử thuộc lĩnh vực truyền hình. Hạng phục phim truyền hình, nam và nữ diễn viên ấn tượng luôn được khán giả quan tâm. Thành Sơn, Quyền Ly Di chiến thắng. Vượt qua Doãn Quốc Đam và Nhan Phúc Vinh, Thành Sơn thắng giải nam diễn viên ấn tượng. Anh được ghi nhận qua vai chính Hải Đăng trong 11 tháng 5 ngày và Đại Úy Vũ, phim đề tài chính luận đấu trí. Trên sân khấu lễ trao giải, Thanh Sơn cho rằng bản thân may mắn khi được làm việc cùng ekip tâm huyết và bạn diễn truyền cảm hứng. Khi làm bất cứ vai diễn nào, tôi không nghĩ đến lúc nhận giải. Tôi luôn mong muốn được giống những nghệ sĩ gạo cội, có những bộ phim Việt thời xưa như Sóng ở đáy sông, Đất và Người cho đến bây giờ vẫn nằm trong tâm trí khán giả. Thanh Sơn chia sẻ, trước đó, vào tháng 9 năm 2022, Thanh Sơn nhận cúp tại lễ trao giải cánh diều ở hạng mục tương tự. Chiến thắng của Thanh Sơn được đánh giá thuyết phục và không gây bất ngờ. Tại thời điểm 11 tháng 5 ngày lên sóng, tác phẩm về đề tài Thanh Xuân Tạo được hiệu ứng tốt. Nhân vật đăng, qua lối diễn tự nhiên và giàu cảm xúc của Thanh Sơn được yêu thích, ủng hộ. Từ Cả Một Đời Ân Oán, Nàng Dâu Order, Tình Yêu và Tham Vọng cho đến 11 tháng 5 ngày, diễn xuất của Thanh Sơn ngày càng chín muồi theo thời gian. Tuy nhiên, bên cạnh đó là một chút tiếc nuối cho Doãn Quốc Đam với đề cử vai Mến, Phố Trong Làng và Phong, Thương Ngày Nắng Về. Nhân vật Mến nát rượu cùng hình tượng đầu trọc một lần nữa minh chứng cho sự biến hóa, thay đổi không ngừng của Doãn Quốc Đam trên màn ảnh nhỏ. Đến nay, nhiều khán giả theo dõi phim truyền hình vẫn nhớ vai Mến và dành lời khen tặng cho nam diễn viên. Ở hạng mục diễn viên nữ ấn tượng, Quyền Ly Di, Minh Huyền được vinh danh nhờ vai Vân Trang trong Thương Ngày Nắng Về. Hai đề cử còn lại trong top 3 là Hồng Diễm, Vài Phương, Hành Trình Công Lý và Khả Ngân, Tuệ Nhi, 11 tháng 5 ngày. Chưa thể đánh giá xuất sắc, song Vân Trang cho thấy sự tiến bộ, cố gắng và quá trình chuẩn bị chỉnh chu của Huyền Ly Di. Đây có lẽ cũng là vai diễn dấu ấn nhất của cô sau khoảng 10 năm theo đuổi sự nghiệp. Cầm cúp trên tay, Huyền Ly Di xúc động nói lời cảm ơn hai người mẹ màn ảnh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý và nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa, đã giúp cô tạo nên những phân cảnh lấy nước mắt khán giả. Trước đó, nghệ sĩ Thanh Quý được bình chọn vào top 5 giải thưởng song chị chủ động xin rút với mong muốn tạo cơ hội cho các gương mặt trẻ. Về Khả Ngân, cô có màn kết hợp ăn ý và đẹp đôi cùng Thanh Sơn nhưng chưa may mắn. Trong khi đó, vai luật sư của Hồng Diễm mới đi được một nửa chặng đường cùng luồng ý kiến tranh cãi về nội dung, kịch bản. Thường Ngày Nắng Về là phim ấn tượng. Thường Ngày Nắng Về, chuyển thể từ kịch bản Hàn Quốc Mother of Mine, đạo diễn Vũ Trường Khoa và Bùi Tiến Huy, ngay sau đó được xướng tên là phim truyền hình ấn tượng. Đánh bại Đấu Trí và 11 tháng 5 ngày. Chiến thắng này không nằm ngoài dự đoán, bởi trong năm qua, tác phẩm dài hơi Thường Ngày Nắng Về được chú ý và có hiệu ứng nhất. Những phim khác cùng chủ đề gia đình đều mờ nhạt, ít sức hút. Phim quy tụ dàn diễn viên hùng hậu gồm nghệ sĩ Thanh Quý, Minh Hòa, Lan Hương, Trung Anh, Lan Phương, Huyền Ly Di, Doãn Quốc Đam, Đình Tú, Ngọc Huyền. Tình mẫu tử thiêng liêng chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả, khiến họ đồng cảm, yêu mến và dõi theo phim. Từ phần 2 trở đi, phim từng bị phản ứng tình tiết dài dòng, đầy drama mẹ chồng nàng dâu thái quá. Song, sau tất cả, tác phẩm đã có một cái kết trọn vẹn, không bi lụy như bản gốc. Bên cạnh các giải thưởng hạng mục phim, ban tổ chức cũng trao giải dẫn chương trình ấn tượng MC Đức Bảo, nghệ sĩ Triển Vọng, Mỹ Anh. Cúp chương trình giải trí ấn tượng được trao cho ekip của Hẹn Cuối Tuần. Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2022 là chương trình giáo dục và trẻ em ấn tượng. Theo công bố, kết quả giải thưởng gồm 50% điểm từ hội đồng chuyên môn và 50% bình chọn.